Cùng bạn đọc sách xin chào tất cả quý vị, các bạn và các em. Quý vị, các bạn và các em thân mến, Triệu Việt Vương, tức Triệu Quang Phục, chưa rõ năm sinh, mất năm 571. Ông quê ở phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay từ nhỏ, Triệu Quang Phục đã tỏ rõ mình là một người rất giỏi về tài cầm quân. Ông đã cùng với cha của mình theo phò Lý Bí, đánh đuổi quân Đô Hộ xâm lược nhà Lương. Đến năm 561, khi Lý Bí trao lại quyền lãnh đạo nghĩa quân khởi nghĩa cho ông. Từ một toán quân nhỏ lẻ, Triệu Quang Phục đã xây dựng thành một quân đội hùng mạnh, được nhân dân khắp mọi nơi vô cùng ủng hộ. Ông đã lấy đầm Dạ Trạch làm khu căn cứ, và sau đó đánh lan ra, đánh mạnh ra, làm cho quân giặc rối bời, quân Lương thất bại, phải cuốn gói trở về nước. Sau khi đất nước hòa bình, Triệu Quang Phục lên ngôi vua, lấy hiệu là Triệu Việt Vương. Nhân dân vẫn ưu ái gọi ông một cái tên, đó là Dạ Trạch Vương, tức là ông vua của đầm Dạ Trạch, để ghi nhớ những tháng ngày oai hùng của nghĩa quân nơi đầm Dạ Trạch. Trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu đến tất cả quý vị, các bạn và các em cuốn sách Triệu Việt Vương, người anh hùng đầm Dạ Trạch. Vào thế kỷ thứ 6, nhân dân ta sống dưới ách đô hộ của nhà Lương. Chúng ra sức vơ vét của cải, thẳng tay đàn áp những cuộc nổi dậy của các sĩ phu yêu nước. Trước thảm cảnh ấy, một hào trưởng có tên là Lý Bí, còn gọi là Lý Bôn, đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Đến năm 544, sau khi đánh đuổi được giặc Lương, ông lên ngôi vua, tự xưng là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. Không từ bỏ dã tâm xâm lược, mùa hè năm 545, nhà Lương lại cho quân tiến đánh nước Vạn Xuân. Quân giặc do Trần Bá Tiên, Dương Phiêu cầm đầu với lực lượng hùng hậu, sau đó đã đánh bại thủy quân của Lý Bí ở Hồ Điển Triệt thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Lý Nam Đế thu thập thuyền bè tàn quân rút về động Khuất Lão, rồi giao tất cả binh quyền cho viên tướng trẻ Triệu Quang Phục nắm giữ. Triệu Quang Phục xét thấy thế giặc quá mạnh, không thể đối đầu trực tiếp được, nên vào đầu năm 547, ông cho quân sĩ cuốn cờ, ngưng trống, xuôi dòng sông Hồng, tìm căn cứ mới. Nghĩa quân chọn vùng đầm lầy Dạ Trạch thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để làm căn cứ. Nơi đây lau sậy bạc ngàn, đầm nối đầm, ruộng kề ruộng, thật là một nơi địa lợi, có thể nghĩ kế lâu dài, đánh giặc cứu nước. Nghĩa quân ban ngày cày cấy đánh cá, ban đêm từng tốp nhỏ chia ra tập kích doanh trại và các cuộc hành quân của quân Lương, gây cho chúng rất nhiều tổn thất. Để triệt phá, giặc nhiều lần tìm đường vào căn cứ của nghĩa quân, nhưng chúng bất lực trước lau sậy bạc ngàn, tịnh không một bóng người. Giặc bèn cho xây dựng chòi canh xung quanh đầm lầy, bao vây căn cứ, trông chờ đến ngày nghĩa quân hết lương thực phải ra đầu hàng. Nhưng chúng có ngờ đâu, nghĩa quân vẫn gieo trồng cày cấy, lại được nhân dân quanh vùng bí mật giúp đỡ. Nhờ vậy mà nghĩa quân vẫn đủ lương thực để duy trì đội ngũ. Tướng sĩ trên dưới một lòng, ai cũng mong chờ được dịp thuận lợi đánh một trận quét sạch quân xâm lược nhà Lương. Nhằm tiêu hao lực lượng địch, ban đêm lợi dụng địa hình đầm lầy, Triệu Quang Phục cho quân ra tập kích, đốt chòi canh của giặc, khiến cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Nghĩa quân còn cải trang thành dân thường, đi vào các phiên chợ, trừng trị những tên giặc đi cướp lẻ. Nhiều lần quân Lương đã mạo hiểm, dùng thuyền nhỏ đi sâu vào căn cứ để dò la tin tức, nhưng đều bị nghĩa quân tiêu diệt, không còn một tên nào sống sót trở về. Trong thời gian dài, đầm Dạ Trạch là nỗi kinh hoàng của quân Lương. Chúng tức tối tìm nhiều cách để triệt hạ. Có lúc giặc cho thuê thầy pháp lập đàn cúng vái, đốt hình nhân, dán bùa yểm vân vân, nhằm nhanh chóng tiêu diệt nghĩa quân và trấn an binh sĩ của chúng. Có lúc quân Lương lại cho những toán quân nhỏ đi thuyền nhẹ, chặt phá lau sậy, mở đường vào căn cứ. Nhưng những trận địa vô hình đón chúng với hàng trăm mũi tên, hàng chục ngọn giáo từ trong lau sậy phóng ra, làm nhiều tên giặc phải bỏ mạng.
lợi dụng địa hình, nghĩa quân hay dùng những chiếc thuyền nhẹ chở cỏ, châm lửa lao vào thuyền chiến của giặc, gây cho chúng những tổn thất nặng nề. Ít lâu sau, do trong nước có loạn, vua Lương cho gọi Trần Bá Tiên về nước. Trần Bá Tiên nhận chỉ, vừa mừng nhưng cũng vừa than thở: "Ta mà về nước thì chẳng mấy chốc quân Lương sẽ đại bại dưới tay Triệu Quang Phục mất thôi." Y như lời tiên đoán của tên tướng giặc, chớp lấy thời cơ, từ Đầm Già Trạch, Triệu Quang Phục tung quân đồng loạt đánh dữ dội. Tướng giặc là Dương Sàng bị giết, quân giặc tan vỡ. Lá cờ độc lập của đất Vạn Xuân lại phấp phới tung bay. Triệu Quang Phục lên ngôi vua, lấy hiệu là Triệu Việt Vương. Nhân dân và tướng sĩ còn hoan hỷ tôn vinh ông bằng một cái tên giản dị khác, Dạ Trạch Vương. Ngày nay ở vùng Khoái Châu Hưng Yên còn có đền miếu tưởng niệm ông, vị anh hùng cứu nước, người đầu tiên áp dụng thành công chiến thuật đánh du kích để diệt giặc.